Sau nhiều tháng chờ đợi, tập 1 của chương trình Journeyman Việt Nam mùa 2 đã chính thức lên sóng vào tối ngày 19 tháng 9. Ở tập đầu tiên, 5 thành viên của mùa 1 sẽ phải hoàn thiện các thử thách để giải cứu những gương mặt mới bao gồm Trương Giang, Sắc và Thúy Ngân. Tại vòng giải cứu Sắc, các thành viên có nhiệm vụ dán đủ 6 logo lên chiếc cầu làm bằng xốp. Với sự nỗ lực của mình, 6 thành viên đã giải thoát nam ca sĩ khỏi bức tường tử thần ở lượt chơi cuối cùng. Với tinh thần hăng hái của tân binh giải trí, Sắc lập tức xung phong leo lên cầu xốp để thực hiện thử thách như các thành viên còn lại. Nam ca sĩ cũng được tiết lộ có trọng lượng nhẹ bằng Ninh Dương Lan Ngọc, khoảng 47-48kg, nơi hoàn thành thử thách khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong lúc cậu em út đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì 6 ông anh bà chị ở dưới đã lập tức chào tạm biệt và nhanh chóng di chuyển tới địa điểm tiếp theo, bỏ lại thành viên mới trong sự hoang mang tột độ.